Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Thị Mai Anh, năm nay tôi 51 tuổi rồi ạ. Và tôi tham gia cái khóa học K3 này của Học viện ICO được hôm nay là buổi thứ hai. Và tôi nhận thấy là tôi nhận được ở đây rất nhiều cái giá trị. Thứ nhất là tôi thấy là mọi các học viên đều rất là nghiêm túc học tập. Thầy giáo thì có thể nói là rất là nhiệt tình ạ. Thầy dạy về kiến thức về lý thuyết và sau đó thì thực hành. Và có thể nói là cái kiến thức của thầy rất là sâu, rất là có một sự trải nghiệm rất là lớn đấy. Và chúng tôi là những học viên thì đều nhận được rất nhiều giá trị từ những khóa học này. Qua buổi thứ hai thì gần như tất cả hơn 20 học viên ạ, thì người nào cũng đều nhận được cái giá trị rất là tốt từ cái sức khỏe của mình. Bản thân tôi thì tôi cũng từng này tuổi rồi, thì nói thật là tôi là người cũng rất là chăm sóc sức khỏe. Và nếu mà để nói về bệnh thì tôi cũng không không có rõ cái bệnh nào nằm đâu, nhưng riêng có một cái hiện tượng, đấy là khoảng độ một năm nay thì tôi thấy cái chân trái của tôi á, nó thỉnh thoảng có bị đau nhức. Thì tôi cũng nghĩ rằng là có thể đến cái tuổi này rồi thì có thể là nó bị cái phần xương khớp của mình ấy, nó có thể bị thiếu canxi và đôi khi nó nhức mỏi nhưng nó không nhiều lắm. Và đến ngày thứ hai thì tôi thấy rằng là cái không khí học tập rất là vui, rất là cởi mở, và tất cả mọi người đều được thầy giúp đỡ và thầy trực tiếp chữa bệnh cho đấy ạ. Và tôi cũng mạnh dạn tôi nhờ thầy, và thật là kỳ diệu ạ. Cái chân của tôi sau khi nói với thầy và thầy chữa chỉ bằng một cái động tác rất là đơn giản thôi ạ, và tôi thấy nó cực kỳ dễ chịu sau khi mà được thầy chữa xong, chỉ sau một cái động tác, hai động tác thôi ạ. Tôi thấy nó rất là dễ chịu cho cái chân của mình. Thì tôi hiểu rằng là những cái giá trị của thầy đã cho đi rất là nhiều cho tất cả các học viên. Và tôi thấy các cái khóa học mà tôi đã học của Học viện Lyco đến nay là tôi học lần thứ ba rồi ạ, lần thứ ba của khóa học của Học viện. Và tôi gần như là các cái khóa học là tôi đều học hết ạ, mặc dù tôi đã có 2 lần được cấp chứng chỉ rồi. Và đến lần này tiếp tục lần thứ ba thì tôi vẫn tiếp tục học, bởi vì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình và cho gia đình nhà mình là một cái điều rất là quan trọng và cần thiết cho thời điểm hiện nay. Và tôi rất là mong là với cái sự cho đi của thầy cũng như là của Học viện Lyco đã giúp được cho chúng tôi, những cái người mà rất là yêu sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, sẽ có cơ hội để chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Vâng ạ, tôi xin cảm ơn tất cả. Mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Quang Hòa, mình năm nay 47 tuổi. Mình đến với Học viện Lyco hôm nay là ngày thứ hai. Và qua 2 ngày được đội ngũ giảng viên của Học viện truyền thụ cho những cái kinh nghiệm về xoa bóp bông huyệt. Thì ngoài cái lý thuyết học và được thực tế bằng tay mình thực hành và được thầy được giảng viên giúp cho bản thân của mình đây, của Hòa đây, là khắc phục được ba cái nỗi đau trên cơ thể của Hòa. Và thứ nhất đó là cái nỗi bị đau là nửa đầu bên trái và vai cổ đấy, đau nửa nửa đầu. Cái thứ hai là đau sau phía sau sau lưng, phía sau lồng ngực đấy, ở đốt sống lưng. Cái thứ ba, cái nỗi đau thứ ba là đau cơ ở tay phải. Thì sau khi thầy đã thăm khám và xoa bóp bơm huyệt cho thì hiện nay bản thân Hòa đã hết ba cái nỗi đau cổ vai, mọi cái là cảm thấy rất thoải mái, không 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 còn cái nỗi đau dai dẳng bao nhiêu đi theo mình bao nhiêu lâu. Và mình đi cũng đã đi khám các viện nhưng mà về uống thuốc cũng không bao giờ có một giảm gì cả, mà đây thì rất rất nhanh, chỉ có 5 7 phút thế mà mình đã cắt được ba cái nỗi đau kéo dài dằng dặc bao nhiêu lâu nay. Thật là hạnh phúc, thật là rất vui mừng, bản thân mình vừa vừa nhận cái giá trị và vừa được chữa cái nỗi đau của mình, không có gì hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn Lyco. Rồi, tuyệt vời quá. Cô có thể chia sẻ cho cháu biết được những cái cảm nhận của cô sau khi tham gia cái lớp học này không? Để mà nói về cảm nhận thì tôi thấy là tôi rất thoải mái khi
tham gia khóa học này vì là thấy giáo viên giảng dạy cũng như các đồng chí mà phục vụ thì rất là nhiệt tình chu đáo, giáo viên thì nhiệt tình này, cầm tay chỉ việc với học viên. Qua đây thì tôi cảm nhận thấy mình đã có được khá nhiều về kiến thức về bệnh xương khớp. Tôi cảm nhận là tôi có thể về chăm sóc gia đình mình và chăm sóc cộng đồng quê hương của tôi.